đến đây. Đang đột biến của ông Lê Hồ Bắc đang đổ gì? 20 tỷ đây. Không hiểu là sao, không phải con. Kiến đấu bắn đấu ra 20 tỷ đây. Rồi không nát bét đâu mà lo. Chuyện gì đây? Alo. Ra nhà. Có lên đi chú bảy. Có. Xem cứ tưởng là cái Hồng Nhung phát thanh viên truyền hình Hải Phòng ở đây. Béo giống nó ạ. Béo nó còn sinh ra. Cảm ơn. Của bà nó được mắt, nó được màu. Âm nó ảnh mình đợi để lên Facebook nhé, nhìn trên máy của bà thì đẹp. Thank you.
bác cứ đẹp đẹp chụp ảnh cho anh.